Xoài non mang tiếng lấy chồng vì tiền thì cũng có, bảo là em không cùng đẳng cấp với chồng em. Đây là mọi người lấy cái phân biệt là em không có đi học để mọi người lấy, mọi người dồn vào em, mọi người chửi. Nay số hưởng được xem Isis chiều từ vật chất đến tinh thần. Đó là không có cái hãng nào đây là gọi là hãng lạ với vợ mình cả. Cái gì cũng biết, cái gì cũng muốn. Không phải là bởi vì nó rộng hơn là cái gì khác, mà vì cái yêu cầu là vợ mình đang cực kỳ muốn một cái phòng quần áo riêng của vợ mình đấy, mà cho trai tự giới thiệu vợ phòng của trai luôn. Tương đồng ập vào tay em. Đúng là buồn quá. Gì đâu mà buồn. Sinh nhật năm sau cái nói cái khác. Không, sinh nhật năm sau nghỉ. Nghỉ okay. Chơi Rolex 35.000 là... Kể từ lúc yêu đến khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống của Thứ Hoàng Shimmer Semisys và Hot Girl Xoài Non đều nhận được sự quan tâm lớn của độc giả. Nhất là khi đàn trai có sự nghiệp cùng gia thế giàu có, đàn gái lại có nhan sắc thì đẹp đôi để đâu cho hết. Ấy thế mà trên mạng xã hội, nhiều người vẫn xì xào bàn tán vì cho rằng Xoài Non lấy chồng sớm là phí hoài tuổi thanh xuân. Hay cô lấy Semisys chỉ vì anh chàng là nam Shimmer giàu nhất Việt Nam. Để xóa tan những suy nghĩ của người đời, Semisys chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần qua những hành động ngọt ngào, quan tâm mà anh dành cho bà xã, hội chị em đã biết đây chính là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ao ước. Xoài Non đã đăng tải một bài đăng chia sẻ về hành động cưng chiều mà Shimmer giàu nhất Việt Nam dành tặng cô và bạn bè. Theo đó, Hot Girl sinh năm 2002 cùng ekip phải lên Đà Lạt để thực hiện một dự án cá nhân trong vòng 3 ngày. Sợ mọi người vất vả, Semisys đã đứng ra thuê biệt thự nghỉ dưỡng để cả nhóm có thể thoải mái chỗ ăn, chỗ ngủ. Điều này khiến Xoài Non vô cùng hạnh phúc, cô nhanh chóng cảm ơn và gửi nụ hôn đến chồng. Đây không phải là lần đầu tiên Semisys chi tiền khủng để khiến vợ vui. Trước đó, vào những dịp lễ như sinh nhật, Tết hay thậm chí là ngày bình thường, nam Shimmer cũng thường mua những món hàng hiệu để tặng bà xã. Thậm chí, Semisys còn có lần gây sốt khi chuyển nhà chỉ để có đủ chỗ cho vợ chứa 600 bộ quần áo. Tuy nhiên, đừng tưởng nam Shimmer chỉ biết chiều vợ bằng vật chất, bởi nếu theo dõi Semisys, người hâm mộ sẽ thấy anh nhiều lần sẵn sàng đứng ra bảo vệ Xoài Non khỏi những lời khiếm nhã trên mạng xã hội. Có người vì quá sợ nên đã phải gửi lời xin lỗi đến hai vợ chồng vì hành động bất lịch sự. Không những vậy, trong đời sống hàng ngày, Xoài Non và Semisys cũng không ít lần khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Lấy cô vợ kém mình đến 13 tuổi, nhiều khi dù không muốn nhưng nam Shimmer cũng đành hùa theo những trò trẻ con của Xoài Non. Cái này là tướng mắc gì hay là tướng làm leo núi? Bạn ơi, mỏi chân quá, lên núi lên dốc quá mà, leo đồ nhiều quá. Những lúc như vậy, người ta càng thấy anh yêu thương vợ đến nhường nào. Hiếu có nhân phẩm tốt, Trang bên cạnh Hiếu cũng vì Hiếu có trái tim sâu sắc. Bên ngoài thì không nói chứ bên trong tình cảm vô cùng. Đối với gia đình thì bao giờ cũng nhiệt tình và sống biết trách nhiệm của bản thân, không ỷ lại gia đình và luôn cố gắng che chở Trang. Muốn Trang sống tốt, một nhân phẩm tốt như vậy thì Trang yêu là bình thường phải không? Xoài Non ngọt ngào nói về chồng trên trang cá nhân. Không sai khi lâu nay người ta luôn gọi Xoài Non là một trong những nàng dâu số hưởng và may mắn nhất. Đi đâu mẹ? Đi đâu mẹ? Đi mẹ con đi. Bây giờ mẹ dẫn con đi. Bây giờ mẹ chỉ cần bảo Trang ơi, mẹ cần con đi châu Âu với mẹ. Dạ. Đi. Nói đồ con đi liền. Mẹ bảo con tỷ đi chơi. Ok. Vậy hả mẹ? Có thể thấy nàng hot girl 21 tuổi đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Bạn nghĩ sao về độ chiều vợ của Semisys? Hãy chia sẻ để Gian cùng biết nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.